Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mắt Kính Titan của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn chủ đề không cận nhưng vẫn thích đeo kính cận. Cận thị là một căn bệnh ở mắt gây ra nhiều phiền toái cho con người. Chắc hẳn những ai từng bị cận thị sẽ rất mong không bao giờ bị mắc căn bệnh này. Thế nhưng chỉ vì một sơ hở nhất thời của một bộ phận giới trẻ không nhỏ hiện nay, đó chính là thích đeo kính cận mặc dù không hề bị cận thị. Chỉ vì sở thích bốc đồng mà hủy hoại đôi mắt ở giới trẻ. Một số bạn trẻ cho rằng được đeo kính cận trông sẽ xinh hơn, đẹp trai hơn hay là trí thức hơn. Đó chính là lý do vì sao mặc dù không bị cận nhưng rất nhiều bạn trẻ đã tìm mua kính cận để thay đổi diện mạo của chính mình. Không những vậy, một số bạn đã thay đổi thói quen sinh hoạt của mình theo hướng tiêu cực để mong muốn có thể bị cận thị thật sự và được đeo kính cận như ai. Mai Linh, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành cho biết, nhìn thấy các bạn trong trường đeo kính cận trông rất xinh và cute nên em cũng thích được đeo kính như các bạn. Em đã thực hiện tương cách làm cho mình bị cận thật sự như là đọc sách, xem phim với khoảng cách thật gần. Chỉ sau một tháng thực hiện kế hoạch trên thì khi được mẹ cho đi khám, em đã bị cận 2,5 diop. Lúc đầu em thấy rất vui vì ước mơ được đeo kính cận đã thành hiện thực. Nhưng bây giờ đây thì em thấy hối hận thật sự vì đã tự hủy hoại đôi mắt của chính mình. Cận thị ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập cũng như sinh hoạt của em. Nếu thời gian quay trở lại thì em sẽ không làm điều ngốc nghếch ấy nữa. Nhưng giờ đã muộn. Chỉ mong bạn trẻ nào đang có sở thích đeo kính cận thì cũng đừng làm điều ngu ngốc như em. Đây chính là một trong những khách hàng đặc biệt tại Mắt Kính Titan. Tới đây thì chúng ta có thể bổ sung vào nguyên nhân gây lên cận thị. Ngoài nguyên nhân khách quan thì có nguyên nhân chủ quan. Đó chính là sở thích cận thị ở giới trẻ. Tuy nhiên, ở lứa tuổi còn rất trẻ nên các bạn vẫn chưa hiểu được những tác hại khôn lường khi không bị cận thị nhưng vẫn đeo kính. Các chuyên gia tại Mắt Kính Titan đã nghiên cứu và đưa ra 5 tác hại nguy hiểm khi không bị cận nhưng vẫn đeo kính cận. Nếu không bị cận nhưng vẫn đeo kính sẽ làm suy giảm thị lực một cách nhanh chóng. Mắt kính cận được thiết kế phù hợp với người bị cận thị. Tuy nhiên, đôi mắt của người bình thường lại phải điều chỉnh để có thể nhìn rõ qua tròng kính cận. Điều này khiến đôi mắt phải làm việc quá sức, dẫn tới suy giảm thị lực. Không những vậy, đeo kính cận trong thời gian dài khi không bị cận sẽ trở nên bị cận thị thực sự. Chắc chắn khi nhìn qua tròng kính cận, mắt thường sẽ không nhìn rõ, làm cản trở tầm nhìn. Tạo thói quen xấu cho mắt, nếu không có kính sẽ không nhìn được. Hy vọng sau khi thấy được những tác hại nguy hiểm trên thì những bạn trẻ đang có sở thích hãy dừng lại. Hơn nữa, những bậc phụ huynh cần quan tâm tới con nhiều hơn để nhanh chóng phát hiện những sở thích không đúng đắn ở lứa tuổi học sinh sinh viên. Kính không độ, sự lựa chọn cho những bạn trẻ thích đeo kính. Ngoài ra, nếu thích đeo kính thì các bạn có thể sử dụng kính không độ. Tại Mắt Kính Titan có rất nhiều dòng sản phẩm kính không độ với kiểu dáng trẻ trung năng động. Đặc biệt khi nhìn qua trông sẽ như kính cận thật. Đặc biệt, kính không độ thương hiệu Mắt Kính Titan còn có công dụng bảo vệ mắt rất hiệu quả, giúp ngăn chặn bụi bẩn, chống nắng, bảo vệ mắt toàn diện nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí đẹp và phù hợp với giới trẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Mắt Kính Titan của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và comment. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.